Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm tung đòn thù với Bùi Tuấn Lâm, dùng đòn bẩn để rửa mặt bẩn. Có thể nói hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hám mộ mồm đớp miếng thịt bò rát vàng ngay tại London vào năm 2021 đã trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi ông Tô Lâm từ đó. Một khi hình ảnh đã tung lên mạng, việc rửa sạch bộ mặt bẩn kiểu này là không thể. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại cho rằng ông có thể rửa được thánh giác hành, thánh giác muối và Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt. Thịt bò và thịt bò rát vàng chẳng khác nhau về giá trị dinh dưỡng, chẳng khác nhau về độ ngon nếu dùng một loại thịt bò như nhau. Vậy thì tại sao phải ăn cho bằng được miếng thịt bò rát vàng mới được? Ở hình ảnh ông Bộ trưởng, Đại tướng, Bộ Công an Việt Nam há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng, nó thể hiện con người ông có hai cái tham, tham ăn và tham danh. Tham danh ở đây là muốn thể hiện đẳng cấp với đồng nghiệp, với đồng chí của mình và với những người cùng đi trong đoàn. Mà người Việt có câu nói rằng tham thì thầm. Vì sự tham ăn và sự tham thứ danh hão, một khi clip bị tung ra là đỡ không kịp. Ông Tô Lâm vốn là tướng võ bền, thuộc tiếp người hữu dũng vô mưu, có nhận xét cho rằng con người ông Tô Lâm mãi mãi chỉ là công cụ, mãi mãi là quân cờ. Vì vậy, ông không bao giờ là kẻ chơi cờ. Bởi nói về sự khôn khéo trên chính trường, ông Tô Lâm hoàn toàn không có khả năng. Nếu là người khôn khéo thì không bao giờ lại ăn thịt bò rát vàng, để rồi hủy hoại thanh danh của chính mình. Vết nhơ há hỏng đớp miếng thịt bò rát vàng sẽ sống chung cùng ông Tô Lâm đến tận cuối cuộc đời. Thậm chí vết nhơ này còn sống lâu hơn trong cuộc đời của ông rất nhiều. Có người ví von rằng thanh danh ông Tô Lâm bây giờ chẳng khác nào ao bùn. Ông Tô Lâm thọc tay vào muốn làm cho nó trong trở lại, thì nó lại càng đục hơn và bốc mùi nhiều hơn nữa. Thật vậy, với hình ảnh ăn thịt bò rát vàng đã làm bộ mặt ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bẩn một, thì hành động ông ra đòn thù của ông Bộ trưởng với thánh giác hành Bùi Tuấn Lâm càng làm cho hình ảnh của ông Tô Lâm bẩn hơn nữa trong Đảng Cộng sản. Ông Bùi Tuấn Lâm bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù. Vào ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Tuấn Lâm, tên gọi khác là Peter Lâm Bùi, sinh năm 1984, sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Ông Lâm đã bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam sau khi ông Bùi Tuấn Lâm nhại lại hình ảnh thánh giác muối giết bề bằng cách giác hành trên tô bún bò ông bán. Thì Công an thành phố Đà Nẵng đã ập vào bắt ông tạm giam. Đây được xem là hành động trả thù của ông Tô Lâm vì làm gợi lại hình ảnh ông đớp miếng thịt bò rát vàng đầy tai tiếng. Tuy công an bắt và truy tố ông Bùi Tuấn Lâm nhưng không thể truy tố tội giác hành cho được, bởi giác hành không phải là tội. Vậy nên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã truy tố Bùi Tuấn Lâm về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều số 117 Bộ luật hình sự. Bộ mặt ông Tô Lâm vốn đã bẩn, ông dùng đòn thù này đánh vào ông Bùi Tuấn Lâm chỉ là để trả thù mà thôi. Nhưng ngón đòn này hoàn toàn không thể rửa cho được bộ mặt vốn đã quá bẩn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Mà một khi đã bẩn trong bản chất thì không thể gột rửa cho được. Chỉ cần ông Tô Lâm hành động là có thể gây bẩn cho thanh danh của ông ta ngay rồi. Bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo Nguyễn Tường Thụy, phản đối phiên tòa bất công với ông Bùi Tuấn Lâm. Dính tới vụ án Mobifone mua AVG, nhúng tay vào vụ bắt cóc người tại Cộng hòa Liên bang Đức và hai lần bắt cóc tại Thái Lan cho con du học tại Anh Quốc từ nguồn tiền bất minh. Đấy là những vết bẩn rõ ràng không thể gột rửa được. Một ông bộ trưởng như thế mà trở nên người hữu dụng thì Đảng Cộng sản và cả người đứng đầu đảng khó mà trong sạch cho được. Bản chất của chế độ này ra sao thì nó sinh sản ra những con người giống như vậy. Vẫn chỉ biết bắt bớ, trả thù những ai dám nói lên sự thật mà không hề có thiện chí sửa chữa. Đảng Cộng sản làm đẹp bộ mặt bằng cách bịt miệng người nói xấu họ. Và Tô Lâm cũng hành xử y như thế. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tô Lâm tung đòn thù với Bùi Tuấn Lâm, dùng đòn bẩn, rửa mặt bẩn. Ông Vượng nhận cú đấm trời giáng trên đất Mỹ, VinFast phải triệu hồi xe vì lỗi nguy hiểm. Vào ngày 25 tháng 5, hãng Reuters đưa tin VinFast Việt Nam thu hồi lô xe điện đầu tiên đến Mỹ vì rủi ro an toàn. Bài báo cho biết nhà sản xuất xe điện của Việt Nam VinFast
đang phải thu hồi tất cả các xe thuộc lô đầu tiên được vận chuyển đến Hoa Kỳ vào năm ngoái sau cảnh báo an toàn của chính quyền Hoa Kỳ. Động thái này được thực hiện sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ cho biết 999 chiếc xe VinFast 8 trong lô đầu tiên của VinFast bị lỗi phần mềm màn hình bảng điều khiển, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. Thông tin xe VinFast VF8 bị lỗi phải triệu hồi được hãng Reuters đăng tải. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính hơn 700 trong số 999 chiếc xe vẫn đang nằm trong tay VinFast và chưa được giao cho khách hàng hoặc dịch vụ đổi xe. Cũng theo phía Mỹ cho biết, vấn đề an toàn đã được ghi nhận 18 lần. Tuyên bố thu hồi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi VinFast thông báo sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ. Thông qua việc sát nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt, phía Hoa Kỳ cũng cho biết VinFast sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố. Bản sửa lỗi phần mềm dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 5, với các thư thông báo sẽ được gửi cho chủ sở hữu các xe. Thông thường một vấn đề nhỏ với thiết bị thông tin giải trí sẽ không gây lo ngại lớn. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng trong trường hợp của VinFast 8, vì đây là màn hình duy nhất trong xe. Vì được sử dụng thay cho cụm đồng hồ đo truyền thống, màn hình này hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ xe và đèn cảnh báo. Vì vậy, sự cố của màn hình được coi là một vấn đề mất an toàn. Tờ báo Jaoptik cũng đưa tin, VinFast báo cáo với phía Mỹ rằng trong lô xe 999 chiếc được chuyển đến Mỹ, chỉ có 111 chiếc xe được giao cho khách hàng. Số xe còn lại vẫn nằm trong kho của nhà sản xuất. Như vậy là xe VinFast thực sự chưa được tung ra thị trường với số lượng đáng kể mà đã xuất hiện lỗi lớn hàng loạt. Hồi tháng 2, VinFast đã hoãn giao hàng đến tay khách hàng tại Mỹ cũng vì lỗi phần mềm và họ tuyên bố đã cập nhật nó. Nhưng sau đó, phần mềm vẫn bị lỗi tiếp. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt là với khách hàng sử dụng. Khi họ đang lưu thông, thị trường Mỹ là sân chơi lớn, lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường này cũng lớn. Tuy nhiên, đây là thị trường khó tính nên chỉ dành cho những thương hiệu nào đáp ứng được những yêu cầu cao của thị trường. Sân chơi này công bằng cho mọi thương hiệu, nó không bao che cho thương hiệu nào cả và không phải là sân chơi cho những doanh nghiệp làm ăn không tử tế, rồi dùng truyền thông để mà lấp liếm. Bán được hơn 100 xe là con số vô cùng nhỏ, nó chẳng nói lên được điều gì. Qua hai lần chuyển xe đến Mỹ với tổng số chỉ gần 3.000 chiếc mà lại không tung ra thị trường được. Đây là một dự báo rất ảm đạm cho thương hiệu đình đám số 1 này của Việt Nam, mặc dù nó được Đảng Cộng sản tầng bốc lên tận mây xanh. Số lượng xe tiêu thụ chưa tới 4% và vẫn còn đến hơn 95% là xe nằm trong kho và toàn bộ đều lỗi hết. Ông Phạm Nhật Vượng cần thay đổi tư duy kinh doanh, thoát khỏi chất độc của Cộng sản trong người thì mới có thể ra sân chơi thế giới. Sân chơi thế giới không có chỗ trong Phạm Nhật Vượng bịt thông tin. Tất cả mọi hành động mờ ám đều bị bêu lên mặt báo chí mà không thể che đậy. Ví như thông tin VinFast triệu hồi xe trên Reuters, ông Vượng không thể ép họ phải rút bài hay sửa bài như báo ở Việt Nam. Việc ông Phạm Nhật Vượng hối lộ phóng viên thử xe 10.000 đô la Mỹ cũng bị phơi bày mà ông Vượng không thể bịt miệng. Ra sân chơi thế giới, ông Vượng chỉ có cách để tồn tại, đó là sự tử tế, đó là trách nhiệm và là chất lượng đối với người tiêu dùng. Nếu bỏ qua một trong ba thứ đó, VinFast không thể trụ nổi trên thương trường với những ông lớn sản xuất xe trên. VinFast cũng cần vứt bỏ tính cộng sản như bao lâu nay mà học cách cư xử cho những người dân chủ. Đó là biết lắng nghe những lời nói nghịch nhĩ và thật tâm sửa chữa sai lầm, hoàn thiện sản phẩm của mình. Không có cách nào khác cả. Ra sân chơi quốc tế mà càng lươn lẹo, càng dối trá là càng chết nặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vượng nhận cú đấm trời giáng trên đất Mỹ, VinFast phải triệu hồi xe vì lỗi nguy hiểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de